Welcome to SVFF, tiếng Việt giọng miền Nam cho người nước ngoài. Xin chào mọi người, mình tên là Thương. Today, we will learn about gì? Now. Now, let's watch a conversation. Chào bé. Bé tên là gì? À, chào chị. Em tên là Nguyên. Còn chị tên gì? Chị tên Thương. Tên đẹp không? Dạ, tên đẹp lắm. Bây giờ em có muốn ăn gì không? Dạ có. Mình kiếm gì ăn đi chị. Nguyên thích ăn gì? Món gì có nước là được. Khó quá ta. Mình có bún bò, phở, bún chả. Em thích ăn món nào? Em thích ăn phở. Vậy mình đi ăn phở nha chị. Được thôi, ở đây có quán phở 10 ngon lắm. Vậy chị em mình cùng đi ăn ha. Dạ. Ok. In the conversation, you can see that gì is equivalent to the English what and now is the same as which in English. Both of them are integrative pronouns in this type of noun phrase. And in Vietnamese, we usually add gì and now after a noun to modify it, whereas what and which in English are usually precede the noun. For example, what kind of books are which book? But in Vietnamese, we usually put gì and now after a noun. For example, what kind of book? Sách gì. Another example, which book? Cuốn sách nào? Ví dụ, tên cô là gì? Tên cô là Thương. Cô Thương thích ăn món gì? Cô Thương thích ăn bún chả. Cô Thương là người nước nào? Cô Thương thích uống gì? Cô Thương thích uống cà phê muối. Okay, many people cannot differentiate between gì, what, and which. Now, we use both which, now, and what, gì, to ask questions. We use which when there's a restricted range of answers. We use what more commonly when the range of answers is not restricted. And here comes three examples. Phở, hủ tiếu, bún bò. Anh thích ăn món nào? Sài Gòn, Đà Nẵng, Hà Nội. Anh thích ở thành phố nào? Chú có ba người con gái. Con thích cô nào? Next, it's practice time. You will need to choose gì and now to fill in the sentences. Số 1. Tao có ba ông bạn trai. Mày thích ông? Số 2. Chào bạn. Cho hỏi tên bạn là? Số 3. Tôi có nhiều sách về tiếng Việt lắm. Cô muốn mượn những cuốn? Số 4. Học kỳ này, ông học lớp của giáo viên. Comment your answer below and I will check it. Did you know that within just 3 months of learning Vietnamese one-on-one with us, we can help you communicate in simple Vietnamese. Ready to get started? Register for a free 30-minute trial here and take the first step towards mastering Vietnamese. Cảm ơn.
Chào tạm biệt. Thousands of Vietnamese learners have successfully achieved the goal of learning Vietnamese with SVFF. You can do it too. Join us for a free 30-minute trial here.